Thì chào tất cả các học sinh thân mến. Trong cái video này thì thầy tiếp tục hướng dẫn các em cái kỹ thuật đặt ẩn phụ của cái phương trình mũ và cái dạng số 4. Các em có thể vào cái danh sách phát để xem lại, nếu nào chưa xem những cái bài giảng trước thì vào danh sách phát để xem lại. Trong cái chuỗi các bài toán về phương trình mũ này gồm 10 video. Các em có thể xem lại phần trước ha, nếu mà chưa xem. Ở cái dạng này thì thầy không không có ghi ra cái dạng toán tổng quát, thầy có thể nói nhanh qua thế này. Là cái bài toán nó thường có dạng là a bình phương các cái cặp nghịch đảo cộng một phần a bình phương và a cộng với một phần a. Thì lúc đó chúng ta sẽ đặt t bằng là a cộng với một phần a, và khi đó chúng ta sẽ tính cái a bình phương cộng với một phần a bình phương theo t, bằng cách là các em bình phương hai vế lên lúc em đặt chỗ này nè ha, hoặc là có thể là mũ 3. Thì qua những cái ví dụ đây thì nghĩ là các em sẽ nắm được, khỏi phải ghi là cái dạng tổng quát ha. Thầy sẽ trình bày bài này như sau. Chúng ta sẽ nhóm các cái số hạng mà nó cùng cái nó đồng bậc với nhau. Tức là này là 2 mũ 2x, chỗ này là 2 mũ 2x, chúng ta nhóm lại gần với nhau ha. 2 mũ 2x chỗ này thì viết lại cộng cho. Thầy thường hay có cái thói quen là cứ cái số mũ mà có chứa hằng số đó, thì chúng ta tách nó ra khỏi đi. 2 mũ 2x trừ 2 là bằng 2 mũ 2x chia cho 2 mũ 2 chia cho các em nghịch đảo trên sinh tử ha. Thì chúng ta sẽ được là 4 chia cho 2 mũ 2x. Từ đây thì viết xuống đây nha. Rồi, tới cái số hạng là 2 mũ x cộng 1 thì viết là 2 nhân với 2 mũ x trừ cho. Cái này là 2 mũ x thì chúng ta sẽ kết hợp với 2 mũ x nè. Chỗ này là 2 mũ x chia cho 2 mũ x trừ 2 thì thầy sẽ viết lại là 4 chia cho 2 mũ x. Là từ đây xuống đây ra được không ạ? Là 2 mũ x trừ 2 tức là 2 mũ x chia cho 2 mũ 2 á, thì các nghịch đảo lên thì nó sẽ ra là 4 chia cho 2 mũ x. Rồi cộng 1 thì viết lại ha. Chỗ này tương đương là 2 mũ 2x cộng với 4 chia cho 2 mũ 2x thì viết lại. Chỗ này hai cái số hạng này thì thầy đặt số trừ 2 ra làm thừa số chung, thì bên trong sẽ còn lại 2 mũ x cộng với 2 chia cho 2 mũ x cộng 1 bằng 0, nên chúng ta viết lại. Ở đây thầy đặt là phương trình số 1. Thì đến đây các em sẽ thấy phía trước đây nè là hai cái số tổng của hai cái bình phương ha. Các em sẽ đặt t là cái bậc thấp hơn, và ta đặt t đây, đặt t bằng 2 mũ x cộng cho 2 chia cho 2 mũ x. Thì lúc khi đặt t như thế này thì cái biểu thức này sẽ được tính theo t rồi, còn phía trước này thì chúng ta phải tính theo t luôn. Rồi có cái dạng toán là đặt ẩn phụ không hoàn toàn thì nằm ở phía sau các em nhé. Từ đây thì khi đặt t là 2 mũ x cộng cho 2 chia 2 mũ x đó, thì chỗ này các em có thể áp dụng mắt thức Cauchy thì tìm ra cái điều kiện của t. Đây là do hai số này là hai số dương rồi, nên là áp dụng mắt thức Cauchy cho hai cái số dương thì ta sẽ được là a cộng b lớn bằng 2 lần căn bậc 2 của ab, tức là 2 mũ x nhân với 2 chia 2 mũ x là bằng 2 căn 2. Tức là khi ta đặt t bằng 2 mũ x cộng với 2 chia 2 mũ x đó, thì cái điều kiện là t phải lớn hơn bằng 2 căn 2. Nếu mà có cái điều kiện như này thì rất tốt, nếu không có điều kiện như này thì tí nữa ta giải nó lâu hơn thôi, là ra cái nghiệm thì chúng ta không có loại trừ, ta giải lại lâu thôi, thế lại lâu thôi. Khi đặt tên như này thì từ đây thì bình phương hai vế lên ha, từ cái chỗ mà t bằng 2 mũ x cộng cho 2 chia 2 mũ x đó, thì bình phương hai vế lên thì được là t bình phương sẽ bằng là 2 mũ x cộng cho 2 chia cho 2 mũ x tất cả bình phương. Rồi đến đây tương đương t bình phương thì viết lại ha. Bên vế bên phải các em khai triển tức khi nhìn thấy là a bình phương cộng b bình phương cộng 2 lần ab thì sẽ được là 2 mũ 2x cộng với 4 chia cho 2 mũ 2x cộng cho 2 lần ab thì nó sẽ bằng 4. Từ đây thì tương đương với t bình phương trừ đi cho 4 thì nó sẽ bằng là 2 mũ 2x cộng cho 4 chia cho 2 mũ 2x. Rồi xong nha. Cái phương trình số 1 các em quan sát nhìn thấy thầy nè. Cái chỗ mà 2 mũ 2x cộng cho 4 chia cho 2 mũ 2x đó thì các em sẽ thế bởi t bình phương trừ 4. Còn 2 mũ x cộng với 2 chia 2 mũ x thì chúng ta thế bởi
chữ T, đúng không? Lúc này chúng ta như thế vô. Thì cái phương trình số 1 nó sẽ trở thành một cái phương trình theo T, mặt 2 theo T. Lúc này phương trình 1 sẽ trở thành, rồi chúng ta viết lại phương trình số 1 là T bình phương trừ 4 trừ cho 2T cộng 1 bằng 0, tương đương, ta sắp xếp lại theo thứ tự bậc giảm dần, T bình phương trừ 2T trừ 3 bằng 0. Cái phương trình này thì các em có thể nhẩm được là A trừ B cộng C bằng 0 đó, thì có nghiệm T bằng trừ 1 với một nghiệm T bằng là 3. Cái nghiệm T bằng trừ 1 thì chúng ta loại ha, còn cái nghiệm T bằng 3 thì T bằng 3 thì chúng ta nhận, T bằng trừ 1 thì chúng ta loại đi, T bằng 3 thì chúng ta nhận. Rồi, với T bằng 3 thì lúc này chúng ta trả lại, chúng ta sẽ có cái phương trình mình đặt T là bằng 2 mũ x cộng cho 2 chia 2 mũ x, thì chúng ta thế lại chúng ta sẽ được là 2 mũ x cộng cho 2 phần 2 mũ x bằng 3. Đến đây quy đồng bỏ mẫu thì chúng ta đưa về cái phương trình hệ quả là 2 mũ x cộng cho 2 bằng là 3 nhân với 2 mũ x ha. Chỗ này là 2 mũ 2 x đúng không? Rồi. Ở đây thì các em quay về cái dạng đáp án phụ số 1 rồi các em ha. Nó quay về cái dạng đáp án phụ số 1 thì các em có thể đặt u bằng 2 mũ x, hoặc là nếu mà quen rồi thì ta coi như đây là một cái phương trình bậc 2. Ta coi như đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x ha, chuyển vế qua và các em bấm máy tính thì sẽ ra cái nghiệm. Chỗ này thầy sẽ coi đây là phương trình bậc 2 theo 2 mũ x luôn ha, khỏi đặt ở phụ nữa. Thì viết lại là 2 mũ 2x trừ cho 3 nhân với 2 mũ x cộng cho 2 bằng 0. Đến đây thì tương đương chúng ta sẽ ra được nghiệm đó là 2 mũ x bằng 1 hoặc 2 mũ x bằng 2 tương đương với x bằng 0 hoặc là x bằng là 1 ha. Chúng ta đang ở cái dạng số 4, kỹ thuật đặt ở phụ số 4 và dừng lại ví dụ số 8A ha. Qua tiếp câu B. Câu B, các em quan sát cái phương trình đó, ở đây nó cùng cái cơ số 2 hết. Các cái số hạng mà chứa cái mũ chứa ẩn đó, thì nó cùng với cơ số 2 hết. Nhưng mà ở đây là 2 mũ 3 nè. Rồi ở đây là chúng ta đừng có quan tâm đến cái phần phía sau này ha, chúng ta tập trung vào cái phần chứa ít thôi. Khi nhân 3 vào thì nó sẽ được viết lại là 2 mũ 3 đúng không? 1 phần 2 mũ 3. Chúng ta kết hợp các cái cặp nghịch đảo lại với nhau. Là ở phía trước nè, 2 mũ 3x thì viết lại nè, trừ cho, thôi thì sẽ viết chậm lên, biến đổi từ từ cho em dễ theo dõi ha. 6 nhân với 2 mũ x thì viết lại, chỗ này trừ cho 1 phần, nó nhân 3 vào là 2 mũ 3x trừ cho 3 cộng với 12 chia cho 2 mũ x bằng là 1. Rồi đến đây thì thầy sẽ nhóm những cái số hạng mà nó cái số mũ của nó đó cùng cái bậc là với nhau. À, 2 mũ 3x thì viết lại nè. Chỗ này là 1 chia cho 2 mũ 3x trừ 3 thì chúng ta cái 2 mũ 3x trừ 3 chúng ta viết là 2 mũ 3x chia cho 2 mũ 3, tức là 2 mũ 3 là 8 đó, thì các em nghịch đảo lên trên thì các em sẽ được là chỗ đó thầy sẽ viết lại là 8 chia cho 2 mũ 3x ha. Rồi cái chỗ 2 mũ x này chúng ta kết hợp với cái 2 mũ x phía sau, trừ cho 6 nhân với 2 mũ x cộng với 12 chia cho 2 mũ x bằng 1, tương đương 2 mũ 3x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3x thì viết lại đây. Rồi chỗ này thầy đặt 2 ra ngoài, đặt 6 ra ngoài ha, đặt trừ 6 ra ngoài làm cái thừa số chung. Hai cái số hạng này thầy đặt trừ 6 ra ngoài làm thừa số chung thì bên trong sẽ còn lại là 2 mũ x trừ cho 2 chia cho 2 mũ x bằng 1. Đến đây thì thầy sẽ đặt T bằng 2 mũ x trừ cho 2 chia cho 2 mũ x. Lưu ý là ở cái câu A đó thì do là cái dấu cộng nên chúng ta áp dụng mắt thức Cauchy và chúng ta tìm ra được cái điều kiện của T. Bài này chúng ta T nó không có nhận giá trị, không không chắc là T phải nhận giá trị dương đâu hay là nhận giá trị âm đâu. Nên chúng ta cứ bình phương lên, chúng ta đưa về cái phương trình hệ quả. Chỗ này ha, chúng ta sẽ suy ra là T bình phương, ở đây chúng ta không có điều kiện cho T, ta suy ra T bình phương, suy ra thôi. T bình phương nó sẽ bằng là 2 mũ x trừ cho 2 chia cho 2 mũ x. Tất
cả bình phương. Thì tí em giải ra tìm được T, em sẽ đem T hới trở ngược lại đây và chúng ta giải ra thì ta tìm X, nhưng ta không có nhận loại T được ở dưới, ta không có điều kiện T đây nha. Rồi đến đây thì các em khai triển hẳn thức ra T bình phương thầy viết lại. Thầy sai em. Thầy sai, thầy thấy không ạ? À? Bình phương lên chỗ này nó chia ra là gì đây? Nó chia ra là 2 mũ 2x à. Ở đây là 2 mũ 3x mà, làm sao mà chúng ta bình phương lên được? Nếu bình phương lên là không được rồi ha. Vậy nó khác như bài nãy. Thì khi các em bình phương lên đó, thì nó sẽ không xuất hiện được 2 mũ 3x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3x. Cái này là sai thiệt chứ không phải giả bộ sai đâu. Nhầm thôi. Rồi vậy là chỗ này chúng ta bình phương lên, ta không làm giống như bài trước được ha, mà chúng ta sẽ mũ 3 lên. Đó. Là T mũ 3. Tại sao lại là mũ 3 mà không phải mũ 2 giống như nãy? Tại vì mũ 3 nó mới xuất hiện được cái cặp là 2 mũ 3 x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3 x ha. Rồi. Chúng ta cứ sai đi thì chúng ta sửa ha. Tuy nhiên là ở nhà học là sai, còn đi thi thì cứ sai. T mũ 3 chúng ta viết lại, chỗ này tương đương luôn, mũ 3 thì chúng ta không cần phải điều kiện. Thì là T mũ 3 sẽ bằng là 2 mũ 3 x. Là các em có nhớ cái hẳn thức A trừ B tất cả mũ 3 không nhỉ? A trừ B tất cả mũ 3 thì bằng là A mũ 3 trừ cho 3A bình phương B cộng 3AB bình phương trừ cho B mũ 3 ha. Em khai triển ra, chỗ này thì em sẽ được là trừ cho 3A bình B tức là 2 mũ 2X rồi nhân cho 2 chia cho 2 mũ X cộng cho 3AB bình là 2 mũ X nhân với 4 chia cho 2 mũ 2X rồi trừ cho B mũ 3 là 8 phần 2 mũ 3X nha. Rồi bây giờ thầy sẽ nhóm cái nào động bậc thì nhóm lại với nhau. T mũ 3 thầy viết lại 2 mũ 3X trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3x. Rồi ổn rồi ha, cái cặp này nè thì sẽ được thế theo T chưa. Rồi ở phía sau này thì thầy thu gọn lại một dòng cho em dễ nhìn nhé, là trừ 6 nhân cho 2 mũ x. Em rút gọn cái em rút gọn cái chỗ mà 2 mũ 2x này với 2 mũ x này thì trên tử sẽ còn lại là 2 mũ x nhé. Chỗ này các em rút gọn 2 mũ x này với 2 mũ x giờ dưới đây thì phía sau này sẽ là nhiêu 12 đúng không, cộng cho 12 nhân với 1 chia cho 2 mũ x. Rồi chỗ này tương đương với t mũ 3 bằng 2 mũ 3 x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3 x. Chỗ này hãy đặt trừ 6 ra ngoài làm thừa số chung thì bên trong sẽ là 2 mũ x trừ cho 2 chia cho 2 mũ x. 2 chia cho 2, 2, 2 mũ x trừ cho 2 nhân 2 mũ x đó, là cái này chính là t các em nhé. Vậy là thầy sẽ, cái này chính là t nha, chính là t nè, nãy đặt t là cái này. Thì ta sẽ được là t mũ 3 cộng 6t sẽ bằng là 2 mũ 3x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3x. Tức là cái tổng là 2 mũ 3x, hiểu, 2 mũ 3x trừ cho 8 chia cho 2 mũ 3x đó. Thì ta sẽ thế bởi t mũ 3 cộng 6t ha. Lúc này cái phương trình 1 của em nè, em nhìn là phương trình 1 đây nha. Là cái đoạn này thì sẽ được thế bởi nè. Nhìn đây. Rồi, còn cái 2 mũ x trừ cho 2 chia 2 mũ x thì chúng ta thế bởi t chưa? Thì chúng ta thế vào thì cái phương trình đó số 1 nó sẽ trở thành 2 mũ 3x trừ 8 chia cho 2 mũ 3x thì ta thấy là t mũ 3 cộng cho 6t. Rồi tiếp tục là trừ cho 6t bằng 1, đẹp quá. Tương đương với t bằng 1, xong nha. Chúng ta không có điều kiện gì cho t nhé, chúng ta nhận luôn ha, t bằng 1. Rồi với t bằng 1 thì ta đem trả lại cái chỗ mà chúng ta đặt t đó. Với t bằng 1 thì ta có cái phương trình đó là 2 mũ x trừ cho 2 chia 2 mũ x bằng 1. Quy đồng bỏ mẫu chúng ta đưa về cái phương trình hệ quả là 2 mũ 2x trừ cho 2 bằng là 2 mũ x đúng không? Và tới đây chúng ta sẽ coi như nó là một cái phương trình mặt 2 theo 2 mũ x. Rồi em bấm máy tính thì cái phương trình này sẽ có ổn nghiệm là 2 mũ x bằng trừ 1
hoặc là 2 mũ x bằng 2. Và trên này vô nghiệm nhé, 2 mũ x thì luôn nhận cái giá trị là dương, nên 2 mũ x bằng trừ 1 là vô nghiệm. Cái phương trình mà phía sau 2 mũ x bằng 2 thì tương đương với x bằng 1. Xong rồi nha. Rồi, vậy là chúng ta đã xong cái câu B của cái dạng đoạn phụ số 4 các em nhé. Chúng ta qua tiếp cái câu C các em nhé. Câu C thì các em dừng cái video lại tự giải trước xem. Thầy đã hướng dẫn cho em là hai câu rồi về cái kỹ thuật đoạn ăn phụ này. Em dừng video lại sau đó em giải thử hả. Sau khi giải xong thì hả xem tiếp nhé. Rồi, ở đây thì câu này chúng ta cũng làm tương tự như hai câu trước đó, chúng ta sẽ nhóm những cái cặp số hạng nó đồng mặt lại với nhau. Cho nên là 5 mũ 3x. Đây thầy nhân vào là được 27, nhân phân phối vào được 27 chia cho 5 mũ 3x. Rồi cộng cho 5 mũ trừ x thì thầy viết lại là 1 chia cho 5 mũ x nha. Nên thầy nhân vào thì được là 27 chia cho 5 mũ x. Ở đây cộng cho 9 nhân với 5 mũ x trừ 64 bằng 0, thầy chuyển vế qua thôi. Bài này thì các em có thể quy đồng lên cũng được. Ở đây thầy chọn cái giải pháp là đáp án phụ. Ở phía trước là 5 mũ 3x cộng cho 27 chia cho 5 mũ 3x, chúng ta viết lại. Hai cái số hạng này chúng ta đặt 9 ra làm thừa số chung. Và thầy viết ngược lại nhé, đặt chính là thừa số chung thì viết này trước nhé. Khi đem chính ra làm thừa số chung thì chỗ này sẽ là 5 mũ x cộng với 3 chia cho 5 mũ x trừ 64 bằng 0. Thầy đặt đây là phương trình số 1. Và đến đây thì thầy sẽ đặt t bằng 5 mũ x chia cho đặt t là 5 mũ x cộng với 3 phần 5 mũ x. Ở đây dấu cộng nên các em có thể áp dụng mắt thức Cauchy và tìm được cái điều kiện của t để tí chúng ta giải ra, tìm được t chúng ta loại trừ cho nó nhanh. Để áp dụng mắt thức Cauchy thì chúng ta sẽ được là t nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn bậc 2 của tích hai số này là 2 căn 3 nhé. Rồi từ cũng cũng từ cái chỗ mà t bằng cũng từ cái chỗ t này bằng là 5 mũ x cộng cho 3 chia cho 5 mũ x đó, thì thầy mũ 3 hay vế lên thầy sẽ được là t mũ 3 sẽ bằng là 5 mũ 3x cộng cho 3 lần a bọc 3 lần a bình b là 5 mũ 2x nhân với 3 chia cho 5 mũ x cộng với 3 a b bình đó là 3 5 mũ x nhân với 9 chia cho 5 mũ 2x và cộng cho b mũ 3, chỗ này là 27 chia cho 5 mũ 3x ha. Chỗ này tương đương là t mũ 3 thì viết lại t mũ 3x, t mũ 3 thì viết lại ha. Còn vế bên phải đó là thầy sẽ nhóm cái cặp là 5 mũ 3x cộng với 27 chia cho 5 mũ 3x thì viết lại. Rồi ở phía sau thì hai cái số hạng này nè. Sau khi thu gọn xong và ở đây tương tự như bài trước ha, 5 mũ 2x cho nên 5 mũ x cho nên 5 mũ x với 5 mũ 2x nè, thì các em rút gọn đi và đặt 9 ra làm thừa số chung ha. Thì đặt 9 ra làm thừa số chung thì bên trong sẽ còn là 5 mũ x cộng với 3 chia cho 5 mũ x, thì từ đây tương đương với t trừ cho t mũ 3 trừ cho t là cái biểu thức này các em thế bằng t nhé. T mũ 3 trừ cho 9t chứ hả? Thì nó sẽ bằng là 5 mũ 3x cộng cho 27 chia cho 5 mũ 3x. Và phương trình 1 ta viết lại, phương trình 1 nó sẽ trở thành cái chỗ nào có 5 mũ 3x cộng 27 chia cho 5 mũ 3x đó, thì các em thế bởi t mũ 3 trừ cho 9t. Chỗ phía trước này nè, em quan sát cái phương trình số 1 nha. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là t mũ 3 trừ cho 9t. Chỗ này là 64 thì viết sai à. Là t mũ 3 nè, ta sẽ được là t mũ 3 trừ cho 9t cộng cho chỗ này là 9t luôn, quá đẹp.
và trừ cho 64 bằng 0. Cái phương trình này các em dễ dàng các em giải ra được là t sẽ bằng 4 đúng không ạ? 4 mũ 3 bằng 64 đúng không? Rồi. Đây thì thu gọn lại cho em dễ nhìn nè. Em có thể thu gọn lại là tương đương với lại là t mũ 3 bằng 64 thôi. Đó, t bằng là 4 xong rồi nha. Với t bằng 4 thì em đem trả lại t bằng 4 thì ta sẽ có cái phương trình 5 mũ x cộng cho 3 chia cho 5 mũ x bằng là 4. Từ đây quy đồng bỏ mẫu chúng ta được là 5 mũ 2x cộng cho 3 bằng là 4 nhân với 5 mũ x. Chúng ta sẽ xem đây là phương trình bậc 2 theo 5 mũ x ha. Chúng ta khỏi đặt phụ nữa. Này quen rồi. Ta sẽ coi đây là phương trình bậc 2 theo 5 mũ x và ta bấm máy tính thì sẽ ra được nghiệm là 5 mũ x bằng là 1 hoặc là 5 mũ x bằng 3. Từ đây tương đương 5 mũ x bằng 1 thì tương đương với x bằng là 0. 5 mũ x bằng 3 thì tương đương với x bằng là logarit cơ số 5 của 3. Rồi, dừng lại câu C thì chúng ta cũng dừng lại cái dạng số 4 luôn các em nhé. Cái kỹ thuật đảo phụ thì còn đảo phụ không hoàn toàn. Các em sẽ xem tiếp phần sau nhé. Chúng ta tiếp tục qua cái dạng số 5 là đảo phụ không hoàn toàn các em nhé. Đảo phụ không hoàn toàn có nghĩa là khi mà các em đảo phụ theo T đó thì cái phương trình của các em sẽ không có hoàn toàn đưa về T được, mà trong cái phương trình lúc sau cái biến đổi đó, nó vẫn còn chứa cái ẩn x ở trong đó nữa. Thì lúc đó cái cách xử lý của các em đó là hoặc là các em nhóm nhân tử chung hoặc là các em cứ tính delta bình thường. Đây nhá. Chúng ta sẽ cùng đi qua cái ví dụ 9A luôn nhé. Các em quan sát cái phương trình này có cái cơ số 9 nè và cơ số 3. Dễ dàng các em sẽ đặt T là 3 mũ x đúng không? Nhưng mà lúc đó còn vướng chữ x chỗ này. Cái này tương đương là thầy sẽ đưa về cùng cơ số trước đi, dễ dàng thì sẽ viết lại là 9 là 3 mũ 2x nè cộng với x trừ 6, x trừ cho 6 nhân với 3 mũ x trừ cho 2x cộng cho 8 bằng là 0. Và đây là phương trình số 1. Và đến đây thì thầy sẽ đặt t bằng 3 mũ x và điều kiện là t nó phải lớn hơn 0. Lúc này cái phương trình 1 sẽ trở thành phương trình 1 sẽ trở thành một cái phương trình mới vừa có t vừa có x là t bình phương cộng với x trừ cho 6 tất cả nhân với t trừ 2x cộng 8 bằng 0. Đến đây thì các em có hai sự lựa chọn, hoặc là các em sẽ nhóm nhân tử chung hoặc là các em sẽ tính delta. Nhưng mà bài nào mà chúng ta nhóm nhân tử chung được, chúng ta nhóm nhân tử chung luôn cho nó gọn ha, để rèn luyện luôn kỹ năng tính nhóm nhân tử chung. Còn tính delta thì quá đơn giản rồi, em sẽ xem đây nó như là một cái phương trình bậc 2 theo t và các em cứ tính delta bình thường nha. Thì cái tính delta thì chắc là nó sẽ dễ, nên đây thầy sẽ cung cấp cho các em một cái cách để nhóm nhân tử chung là thầy nhân phân phối vào thì được t bình phương nè cộng cho xt nè trừ cho 6t nè trừ cho 2x và cộng cho 8 thì viết lại. Rồi thầy sẽ cô lập cái chữ T đi, T theo T và cái chữ chữ X. Rồi có vướng cái chữ X thì thầy nhóm lại với nhau. Rồi thầy sẽ viết lại phương trình là T bình phương trừ 6T cộng cho 8. Ở phía sau là XT trừ 2X bằng 0. Cái này thì ở cái vế phía trước này nè. Thì các em bấm máy tính và phân tích thành nhân tử. Thầy nhắc lại cho em một cái hết sức quan trọng cái kiến thức để phân tích đa thức hình nhân tử là nếu một cái hàm số f(x) bậc 2 là ax bình phương cộng bx cộng c đó, thì sẽ được viết lại là a nhân với x trừ cho x1 nhân với x trừ cho x2 sẽ được phân tích thành nhân tử như này. Trong đó x1, x2 là nghiệm của f(x). Cái này thì các em sẽ còn gặp lại ở cái chương sau nữa nên đây sẵn nhắc lại luôn. Áp dụng trong trường hợp này nè, thầy sẽ xem như là cái hàm FT của thầy
là bằng là t bình phương trừ 6t cộng cho 8. Thì cái bấm máy tính sẽ có t bằng là 2 với t bằng là 4. Thì ft này sẽ được viết lại là a, đây là mùng 1 rồi nhé, là 1 nhân với t trừ 2 nhân với t trừ 4 em nhé. Rồi, tức là cái vế phía trước này nè, thầy sẽ viết lại là t trừ 2 nhân với t trừ cho 4. Ở phía sau thầy đặt x ra ra làm cái nhân tử chung thì bên trong nó sẽ còn lại là t trừ 2 bằng 0. Đến đây thì em đặt t trừ 2 ra làm nhân tử chung nữa thì bên trong sẽ còn lại là t trừ 4 cộng cho x bằng 0. Tương đương t sẽ bằng 2 hoặc là t sẽ bằng là t bằng 2 hoặc là t trừ 4 cộng x bằng 0. Có hai cái trường hợp ha, sau đây chúng ta sẽ xử lý từng cái phương trình. Cái dạng mà đáp án phụ không hoàn toàn này nè các em ạ, nó thường hay kết hợp thêm với cái phương pháp hàm số. Cái phương pháp hàm số này thì các em xem ở một cái video phía sau nhé, và các em nên xem cái phương pháp hàm số này trước rồi sau đó các em hãy quay trở về đây các em xem cái phần đáp án phụ không hoàn toàn sau các em nha. Tại vì đây thầy sẽ sử dụng đến cái kiến thức về cái phần sau phương pháp hàm số đó. Rồi, chỗ này t bằng 2 thì chúng ta trả lại chúng ta sẽ có được là 3 mũ x bằng 2, tương đương x sẽ bằng là logarit cơ số 3 của 2. Và cái trường hợp là t trừ x hay là t bằng là x trừ x cộng 4 đó thì chúng ta sẽ có cái phương trình đó là 3 mũ x bằng là trừ x cộng bằng là trừ x cộng 4 tương đương 3 mũ x cộng x cộng cộng x trừ 4 bằng 0. Cái phương trình này nó nằm trong cái phương pháp xét hàm số và chúng ta không 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 đưa nó về cùng cơ số rồi đâu. Đối với cái dạng toán này thì chúng ta chỉ đánh giá, chúng ta chỉ chứng minh cái sự tồn tại của phương trình, trừu tượng tồn tại nghiệm của phương trình thôi. Tức là chúng ta sẽ nhẩm xem coi phương trình này nó có những cái bao nhiêu nghiệm và chúng ta chứng minh coi nó có bao nhiêu nghiệm, chứng minh sự tồn tại nghiệm của nó thôi. Và thường thì cũng khá là đơn giản, các em nhìn vào đây các em thấy là cái hàm số 3 mũ x đó, thì nó luôn đồng biến rồi, rồi x thì cũng luôn đồng biến rồi, mà cái này tổng của hai cái hàm số đồng biến thì nó sẽ luôn đồng biến. Em để ý là cái vế ở bên tay trái của các em đó, khi đặt f(x) là vế bên tay trái thì cái hàm số này nó luôn đồng biến, do đó là cái phương trình này nó nếu mà nó có nghiệm thì nó chỉ có tối đa là một nghiệm mà thôi. Ở đây chúng ta sẽ đặt là cái fx là bằng 3 mũ x cộng cho x trừ cho 4. Dễ dàng chúng ta sẽ có là f phẩy x bằng là 3 mũ x nhân log neighbor của 3 cộng với 1 luôn lớn hơn 0 với mọi x. Tức là cái hàm số này nó luôn đồng biến. Tức là chúng ta có hàm số fx này, nó luôn đồng biến trên R. Hàm số fx luôn đồng biến trên R thì chúng ta sẽ suy ra được là cái phương trình fx bằng 0 có không quá một nghiệm. Vậy là chúng ta đã kiểm tra được cái phương trình này á, là nó có không quá một nghiệm. Thì các em có thể sử dụng máy tính để bấm shift son coi coi cái phương trình này có cái nghiệm nào hay không, hoặc là nó không có nghiệm. Em dễ dàng em nhẩm được này, em bấm shift son cũng được, hoặc là em nhẩm x bằng 1, x bằng 0 gì đó. Ở đây các em có thấy được là dễ thấy nè, em thấy x bằng 1 vào đi, ta thấy là f của 1 tức là bằng 3 mũ 1 cộng với 1 trừ cho 4 bằng 0, nên là chúng ta có x bằng 1 là nghiệm của fx. Chúng ta cũng có cái định nghĩa về nghiệm của đa thức ha, tức là x bằng 1 là cái nghiệm duy nhất của cái phương trình này luôn. Kết luận lại vậy, cái phương trình số 1 nó sẽ có cái nghiệm là x bằng logarit cơ số 3 của 2 và x bằng là 1. Thì trong cái dạng đáp án phụ không hoàn toàn này thì chúng ta đã kết hợp với cái phương pháp hàm số để chứng minh cái sự tồn tại nghiệm của phương trình. Cụ thể đây là nếu mà cái hàm số nó luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến thì cái phương trình
fx bằng 0 nó có không quá một nghiệm. Dạng toán là chúng ta sẽ nhẩm cái nghiệm và chúng ta chứng minh cái phương trình có nghiệm duy nhất. Còn nếu chúng ta nhẩm được hai nghiệm thì lúc đó chúng ta sẽ dựa vào một cái định lý khác. Em xem bên cái phần phương pháp hàm số sẽ rõ trình bày rất kỹ bên đó ha. Rồi chúng ta xong cái câu A. Nói thêm câu A, các em có thể tính delta cũng được ha. Nếu các em không nhóm nhân tử chung giống như thầy thì các em sẽ xem cái phương trình chỗ này nè, nó giống như là một cái phương trình bậc hai theo t, và các em tính delta, delta nó sẽ ra một cái hằng thức và các em cũng sẽ giải được t theo x bình thường nha. Chúng ta qua tiếp câu B các em nhé. Cái câu B này thì các em quan sát là cái cơ số 4 với cơ số 2 dễ dàng các em đưa về cùng cái cơ số, nhưng mà sau đó khi các em đặt t thì trong cái phương trình đó vẫn còn chứa x đúng không? Rồi ở đây thầy sẽ trình bày thêm một cái câu B này nữa bằng cái cách nhóm nhân tử chung để cho các em quen nha. Ở đây thầy sẽ đặt t, thầy khỏi biến đổi nhiều nữa ha. Đặt t bằng 2 mũ x bình phương, điều kiện là t lớn hẳn hơn 1 luôn á. Ở đây thì ghi t lớn hơn 0 thôi. Chính xác là t lớn hơn 1 á, lớn bằng 1. Cái phương trình 1 trở thành cái phương trình 1 thì trở thành là t bình phương cộng với x bình phương trừ 7 tất cả nhân với t cộng cho 12 trừ cho 4x bình phương bằng 0. Đến đây thì thầy sẽ cô lập chữ t theo t, và cái biểu thức nào có chứa chữ x thì x bình thì thầy nhóm lại gần nhau. Rồi thầy nhân qua phối vào thì là t bình phương cộng với x bình phương t trừ cho 7t cộng 12 trừ 4x bình phương bằng 0, tương đương t bình phương trừ 7t cộng 12, thì viết lại ha, rồi cộng với x bình phương trừ 4x bình phương, x phương t trừ 4x bình phương bằng 0, thì viết lại phía sau. Ở phía trước là t bình phương trừ 7t cộng cho 12 đó, thì các em phân tích thành nhân tử, các em bấm máy tính các em tìm nghiệm t đó, thì làm thêm một cái nữa cho bên đây cho em nhìn thấy. Là ft bằng t bình phương trừ cho 7t cộng cho 12 đó, thì các em bấm máy tính là sẽ có nghiệm t bằng tổng bằng 7 tích bằng 12, thì có nghiệm t bằng 4 với t bằng 3, thì sẽ được viết là thành t trừ 3 nhân với t trừ 4 đúng không? Hệ số a này bằng 1 nha, em nhớ là hệ số a này bằng 1, có nhân thêm a đó. Vì chúng ta gặp nhiều mấy cái bài mà hệ số a nó bằng 1 á, đến lúc mà người ta cho a khác 1 cái em quên á. Ở đây thầy sẽ viết lại là t trừ, ở phía trước viết lại là t trừ cho 3 nhân với t trừ cho 4 em ha. Ở phía sau thầy đặt x bình phương ra làm nhân tử chung thì bên trong sẽ còn lại t trừ 4. Tiếp tục thì các em đặt t trừ 4 ra ngoài làm nhân tử chung thì bên trong sẽ còn lại là t trừ 3 cộng với x bình phương bằng 0. Ở đây tương đương với hoặc là t bằng 4 hoặc là t sẽ bằng là 3 trừ x bình phương. Chúng ta sẽ xét từng cái trường hợp. Với t bằng 4 đó thì chúng ta sẽ có phương trình 2 mũ x bình phương bằng 4, 4 tức là 2 mũ 2 tương đương với x bình phương bằng 2, và chúng ta giải được là x sẽ bằng cộng trừ căn 2. Với t bằng là 3 trừ cho x bình phương thì lúc này chúng ta sẽ có là 2 mũ x bình phương bằng 3 trừ x bình phương. Ở đây thì để cho dễ nhìn thì đặt u bằng là x bình phương đi, thì u lớn bằng 0 thì cái phương trình chỗ này nó sẽ trở thành, phương trình 2 sẽ trở thành, phương trình 2 trở thành là 2 lần u bằng là 3 trừ u. Thì cái bài toán lúc này nó quay về cái dạng là chúng ta xét hàm số ở cái phần sau ha, như nó nói ở phần sau, thì coi như các em đã xem phần sau rồi nhé. Nếu chưa xem thì các em kéo qua phần nhìn sách bát em xem phần sau trước nha. Ở đây thì biến đổi phương trình là đưa về cái dạng là 2 mũ u cộng u trừ cho 3 bằng 0, và thầy đặt fu bằng là
thì đặt FU là cái vế bên tay trái, FU bằng 2 mũ U cộng cho U trừ cho 3. À, thì có F phẩy U đó thì nó sẽ bằng là 2 mũ U nhân log Lê Be của 2 cộng cho 1. Hiển nhiên là nó lớn không với mọi U luôn ha. Thật ra chúng ta chỉ xét U lớn bằng không thôi, nhưng đây thì cho nó thầy thì kiểm tra nó luôn lớn hơn không với mọi U thuộc R luôn á. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là cái hàm số FU này nè, nó luôn đồng biến, nó luôn đồng biến. Cái phương trình sau này nè, cái phương trình sau này chính là cái phương trình mà f của u á, nó bằng không ha, nó chính là phương trình fu bằng không á. Thì cái số nghiệm của cái phương trình fu bằng không là số giao điểm của cái đồ thị hàm số fu với cái đường thẳng y bằng không thôi, và nó luôn đồng biến, tức là đồ thị của fu nó luôn đi lên như này nè. Các em tưởng tượng không, fu luôn đi lên như này thì cái fu này mà cắt được với cái đường thẳng y bằng không đó, cắt được cái đường thẳng y bằng không đó, nếu mà nó cắt thì chỉ cắt một điểm duy nhất mà thôi. Do đó là khi mà FU nó đồng biến á, thì cái phương trình FU bằng không á, có tối đa là một nghiệm thôi ha. Từ đây thì chúng ta suy ra được là FU này nè có không quá một nghiệm. Xấu quá vậy, viết lại nha, có không quá một nghiệm. Mà ta thấy là F của các em nhẩm được số mấy à, nhẩm được nhiều không mấy, nó xí son được đây chưa, hết 3 nhẩm nhiều 1 thôi, F của 1 bằng 0 nên ta suy ra U bằng 1 là nghiệm duy nhất của cái phương trình sau. Tức là lúc này với U bằng 1 thì em trả lại với U bằng 1 thì lúc này chúng ta sẽ có, nãy ta đặt U bằng x bình phương đấy, nên ta sẽ có x bình phương bằng 1 tương đương với x sẽ bằng là cộng trừ 1. Cái căn bằng 2 là ta được là x bình phương sẽ bằng cộng trừ 1. Vậy là cái phương trình số 1 sẽ có 4 nghiệm. Vậy tập nghiệm của cái phương trình 1 là s là trừ 1 trừ căn 2, 1 và căn 2. Rồi. Vậy là cái dạng mà đặt ẩn phụ không hoàn toàn này em ha, là khi đặt t rồi thì trong phương trình nó vẫn còn chứa x, và các em có thể tính delta hoặc là các em nhóm nhân tử chung. Thì những cái bài này thì hướng đến cái việc nhóm nhân tử chung ha. Nếu mà các em thấy nhóm nhân tử chung nó khó đó, các em thì cứ tính delta bình thường, và tại thầy thấy tính delta thì nó hơi nhọc, nó hơi dài nên là nhóm nhân tử chung. Với lại sẵn ôn tập lại cho em được cái kỹ năng đặt nhân tử chung chỗ này, phân tích đa thức thành nhân tử chỗ này, nó cần thiết cho cái chu nguyên hàm tích phân ở phần sau. Với lại một điều nữa là cái phần mà đặt ẩn phụ không hoàn toàn ấy, thì thường nó sẽ đưa về cái bài toán mà xét cái hàm số ấy, là chúng ta sẽ nhẩm nghiệm và chứng minh cái phương trình đó nó có bao nhiêu nghiệm ấy. Thì các em xem ở phần sau nhé. Chúng ta qua tiếp câu C các em nhé. Các em quan sát câu C, các em dừng cái video lại và tự giải thử xem nha. Rồi. Các em quan sát cái phương trình ở câu C này thì có chứa cái căn, nên trước khi giải chúng ta đặt cái điều kiện để cái phương trình này nó tồn tại cái đã. Điều kiện là 3 mũ x trừ cho 2x lớn hơn bằng 0. Các em quan sát là nó có chứa cái căn chứa x, thì lúc này đặt t bằng cái gì đây? Nếu đặt t là 3 mũ x thì cái phương trình nó có gọn hơn không? Thì nó còn vướng cái căn đúng không? Một cách rất là tự nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc đặt t là căn bậc 2 của 3 mũ x trừ 2x, thì lúc đó phương trình nó sẽ mất đi cái căn này, nhìn nó có phải là gọn hơn không? Ta đặt ẩn phụ để cho bài toán nó trở nên gọn hơn, nhưng mà ta đặt mình thấy cái phương trình nó phức tạp hơn thì ta không chọn đâu ha. Đặt t bằng căn bậc 2 của 3 mũ x trừ cho 2x. Điều kiện là t phải lớn bằng 0. Từ cái chỗ là t bằng căn bậc 2 của 3 mũ x trừ cho 2x á, ta bình phương hai vế lên thì ta sẽ được là t bình phương bằng là 3 mũ x trừ cho 2x. Để làm gì? Để chúng ta thấy cái 2 mũ 2x này theo t thôi. Từ đây ta sẽ được là 2x
sẽ bằng là 3 mũ x trừ cho t bình phương. Lúc này cái phương trình số 1 sẽ trở thành chín mũ x thì viết lại ha, cộng với t trừ cho 1 bằng, cho nên 3 mũ x thì viết lại 2x thì thay thế là 3 mũ x trừ cho t bình phương. Căn của cao bậc 2 của 3 mũ x trừ đi cho 2x thì thay thế bằng t. Rồi, đến đây thì các em bây giờ nó sẽ thấp xuống tí xíu. Đến đây thì cái bên vế bên tay trái của em thì không biến đổi gì cả, không tính toán gì được, thu gọn gì được thì chúng ta viết lại thôi, là 9 mũ x cộng cho t trừ cho 1. Bên vế phải các em nhân phân phối vào thì em sẽ được là 9 mũ x nè. Các em thấy cái chỗ mà t bình phương cộng với t đó, t bình phương trừ t bình phương cộng t đó, thì nó khi mặt t làm cái thừa số chung, nhân cái chung đó, thì bên trong sẽ còn lại t trừ 1 đó. Đó. Nó giống giống như anh mình này, nên chúng ta không có nhân cái 3 mũ x vào hết, mà thầy sẽ để là 3 mũ x nhân với t bình phương trừ t bình phương cộng t, thầy để đây nhá, là thầy không có nhân ra. Rồi đến đây thì 9 mũ x, 9 mũ x hai vế chúng ta triệt tiêu, thì bên vế bên tay trái còn là t trừ 1. Vế bên phải chúng ta chuyển qua là chúng ta được là trừ cho 3 mũ x nhân với trừ t bình phương cộng với t bằng 0. Cái chỗ mà 9 mũ x này với 9 mũ x bên đây là chúng ta triệt tiêu rồi ha. Còn lại t trừ 1 ta viết lại. Ở đây thì ghi thành cộng cho 3 mũ x, thay đổi dấu ha. Bên trong thay đổi thành t bình phương trừ t bằng 0. Tương đương với t trừ 1 thì viết lại cộng cho 3 mũ x. Thầy đặt t ra làm những thứ chung, bên trong này gọi là t trừ 1 bằng 0. Ta đặt t trừ 1 ra làm những thứ chung nữa, thì bên trong sẽ còn là 1 cộng cho 3 mũ x nhân với t bằng 0. Chúng ta thấy là 3 mũ x nhân với t này cộng cho 1 thì lớn hơn 0, để luôn lớn hơn 0 đúng không? Do đó là cái phương trình này, các em nhớ là t là luôn, nãy ta đặt điều kiện là t luôn lớn bằng 0 rồi ha, nên 3 mũ x nhân với t mà cộng thêm 1 thì luôn lớn hơn 0 rồi, anh này luôn lớn hơn 0, nên cái phương trình này nó tương đương với t bằng 1 thôi. Rồi với t bằng 1 thì ta sẽ có, ta trả lại ta sẽ có là căn bậc 2 của 3 mũ x trừ 2x bằng 1. Rồi tới đây ta bình phương hai vế lên thì ta sẽ được là 3 mũ x trừ cho 2x bằng 1, hay tương đương với 3 mũ x trừ cho 2x, 3 mũ x trừ cho 2x trừ cho 1 bằng 0. Thì bài toán này nó sẽ rơi vào cái dạng là xét hàm số tiếp rồi. Chúng ta đặt fx bằng là 3 mũ x trừ 2x trừ 1. Và chúng ta thấy là f của 1 nè, f của 1 bằng với f của 0, bằng 0 đúng không? Em thế vào thử đi. Lúc này em nhẩm em thấy có tới hai nghiệm. Cái câu hỏi đặt ra là ngoài hai cái nghiệm này ra thì cái phương trình này còn cái nghiệm nào nữa hay không? Thì những cái bài toán này nó sẽ phù hợp với cái những em nào mà ôn thi học sinh giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tự luận thì gặp đây, chứ còn trắc nghiệm cho này bấm máy tính hết rồi. Thì để chứng minh là phương trình này chỉ có hai nghiệm thì chúng ta sẽ dựa vào cái bảng biến thiên ấy. Chúng ta tính đạo hàm của cái hàm số fx là được là 3 mũ x nhân cho log lim của 3 trừ cho 2. Và f phẩy của x bằng 0 thì tương đương với 3 mũ x sẽ bằng 2 chia cho log lim của 3, và f phẩy chỉ có một nghiệm thôi, đó là x sẽ bằng là f phẩy có một nghiệm thôi là x bằng logarit cơ số 3 của 2 chia cho log lim của 3. Rồi vì f phẩy x có một nghiệm nên là chúng ta suy ra là fx có tối đa hai nghiệm đó. Cái này nó nằm trong cái phần xét hàm số. Các em hình dung nè, thì lấy ví dụ có một nghiệm tức là gì, có một nghiệm có một điểm cực trị đi, có dạng như này chẳng hạn, thì nó chỉ cắt cái trục u x á, nó cắt trục u x tối đa tại một nghiệm mà thôi, tại tại hai điểm mà thôi, được không? Do đó là cái phương trình có tối đa là hai nghiệm, tức là chúng ta sẽ kết luận là cái phương trình chúng ta đang xét là phương trình có nghiệm là x bằng 1 và x bằng là 0. Rồi dừng ở đây thì
đã trình bày cho các em xong cái dạng tiếp theo, đó là đáp án phụ không hoàn toàn. Phần còn lại thì các em rèn luyện thêm nhé. Thầy nghĩ trình bày như này thì đủ để các em có được cái kỹ năng để có thể xử lý được các cái dạng toán này rồi. Phần còn lại các em sẽ rèn luyện, làm bài tập rèn luyện để phát hiện xem coi mình thiếu sót chỗ nào, thì lúc đó chúng ta quay trở lại để lại bình luận các câu hỏi của mình ha. Các em nhớ đón xem cái phần hàm số, phương pháp hàm số ở phía sau trước nha. Chào tạm biệt tất cả các em.